Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo mì gấu đỏ xuất sang Đài Loan có nguy cơ chứa EO. Ngày 15 tháng 11, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan Trung Quốc công bố một lô hàng mì ăn liền tôm chua thương hiệu gấu đỏ của nhà sản xuất xuất khẩu Aria Food Corporation do doanh nghiệp Quan Yu Food Enterprise Co. Ltd. ở Đài Loan nhập khẩu. Qua kiểm tra tại cửa khẩu phát hiện hàm lượng EO không phù hợp với tiêu chuẩn. Trong đó, hàm lượng ethylene oxit được phát hiện lần này không chỉ trên gói gia vị 3,438mg trên kg mà còn phát hiện cả vắt mì gấu đỏ 0,107mg trên kg. Trước sự việc này, Bộ Công Thương đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu khẩn trương báo cáo thông tin về các loại sản phẩm thực phẩm tư sản phẩm, số lượng, lô sản xuất, hạn sử dụng, thị trường xuất khẩu, bản sao hồ sơ tự công bố thực phẩm kèm theo kết quả kiểm nghiệm do công ty sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường Đài Loan trong năm 2022 và quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền của công ty. Đồng thời, đánh giá nguy cơ về khả năng xuất hiện EO trong các sản phẩm mì ăn liền do công ty sản xuất, kinh doanh kèm theo biện pháp kiểm soát tương ứng. Để tránh thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín trong hoạt động thương mại, Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu cần hết sức thận trọng, tìm hiểu kỹ về các quy định, các biện pháp khác liên quan đến sản phẩm của từng thị trường thông qua hệ thống các cơ quan, tổ chức hỗ trợ, tư vấn.